Vô, vô. Em cứ việc chơi thoải mái đi. Anh Phong ra chơi với tụi em đi. Đi ok em. Đi ha. Gì? Anh Phi, ra nhảy. Mẹ anh chút nha. Go, go. Mày dám chụp kết của tao hả? Chết dạ. Có phải anh Phong không ta? Anh có sao không? Xin lỗi anh Phong, em không biết anh. Anh thông cảm. Biến mẹ giùm em đi. Không thì em đập bể mặt anh bây giờ. Thời của cha con nhà anh hết rồi. Hiểu chưa hả? Xin lỗi nha. Tao nói cho mày biết, yếu thì đừng có ra gió. Những cái đám du côn của mày đi chỗ khác chơi nha. Mày dám đánh tao hả? Tao giết mày. Thôi không, bỏ chỗ này đi, kiếm chỗ khác ra chơi. Đi nha. Mày hả mày? Vô. Mẹ nó, em càng nghĩ em càng thấy tức hả? Thôi bỏ đi, cho tụi nó một trận là xong. Giận làm mẹ gì, rượu ngon cái đẹp lo gì mà không chơi. Vô. Ơi,
Ba, con mới về. Đi đâu? Mà giờ này mới về hả? Con đi chơi với anh Phi Banda. Suốt ngày chơi bời gái gú, lo mà làm ăn đi. Dạ thưa chú. Có chuyện gì mấy chú? Chúng tôi muốn mời anh Phong về để hợp tác điều tra cùng với chúng tôi. Điều tra cái gì? Về vụ tối hôm qua anh đã đánh nhau với một nhóm người ở vũ trường. Hả? Phải. Anh đã đánh một người bị trọng thương ở vũ trường, có đúng không? Nhưng mà họ tấn công tôi trước mà. Và giờ người đó đã chết rồi. Hả? Sao? Không thể nào. Không thể nào chết được. Mời anh theo chúng tôi. Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới tin tôi đây? Lúc tôi rời khỏi hiện trường anh ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Làm sao anh ta có thể chết được chứ? Có nhân chứng ở hiện trường đã chứng kiến anh đánh liên tục vào nạn nhân. Và anh nói rằng tao giết mày, đúng không? Thì lúc đó tức giận quá tôi chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà thật sự là tôi không có cố tình giết anh ta. Lúc ở vũ trường anh và nạn nhân đã xô xát với nhau. Nạn nhân đã nói với anh là hai cha con anh đã hết thời rồi, đúng không? Đúng. Hết thời là thế nào? Câu hỏi này có ý gì? Bộ anh và nạn nhân có quen biết và mâu thuẫn với nhau từ trước, đúng không? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi hoàn toàn không biết nạn nhân. Và tôi cũng chưa bao giờ quen nạn nhân. Tôi cũng không bao giờ để ý đến câu nói của anh ta. Tôi chỉ tức giận là tại sao anh ta tấn công tôi trước mà thôi. Theo lời nhân chứng thì hình như nạn nhân đã biết anh từ trước. Và không thể tự nhiên mà nạn nhân nói những điều như vậy. Hay là anh đang giấu giếm chúng tôi điều gì đó? Và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát của hai người. Thưa cán bộ, tôi không hiểu ý cán bộ muốn nói gì. Nhưng mà tôi nói cho anh biết là tôi chưa bao giờ quen biết nạn nhân. Anh nói sau khi đánh nhau với Thủy, anh đã cùng với những người bạn của anh đi chơi ở vũ trường khác và đã qua đêm với một cô gái. À, đúng. Vậy cô gái ấy là ai? Tên gì? Quan hệ với anh như thế nào? Hiện tại bây giờ cô ta đang ở đâu? Làm sao tôi biết cô ta ở đâu được? Quen nhau trong vũ trường, thích nhau thì qua đêm thôi. Cần gì phải có quan hệ chứ? Vậy cô ta tên gì? Tôi không biết. Anh ở cả đêm với cô ta mà không biết cô ta tên gì? Thưa cán bộ à, lúc đó tôi sai quá, tôi không có thể nhớ hết được. Vậy là có lẽ do anh sai quá nên anh không nhớ là đã rời khỏi khách sạn và đã tấn công nạn nhân, hoặc anh đã giao cho ai khác tấn công nạn nhân. Nè, anh đừng có vu khống tôi. Đêm đó tôi ở trong khách sạn, người ta có thể làm chứng cho tôi. Ai làm chứng cho anh? Cô gái đó. Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? Làm sao tôi biết được chứ? Bây giờ các anh có thể tới khách sạn tìm hiểu, có thể là các nhân viên ở khách sạn có thể làm chứng là đêm đó tôi ở đó. Chúng tôi đã đến đó. Và đúng là tối hôm qua anh đã có thuê phòng, nhưng nhân viên của khách sạn không thể xác định được anh hay bất cứ vị khách nào có rời khỏi khách sạn và trở lại hay không. Và một điều vô cùng trùng hợp, đoạn băng ghi lại của camera giám sát từ khi anh vào khách sạn đến sáng nay đã biến mất. Anh ăn cơm đi. Nạn nhân tên là Thủy, 25 tuổi, mà chẳng phải hiền lành gì đâu. Đã có 3 tiền án, 5 tiền sự. Giờ tụi em đang điều tra lại xem Thủy có xích mích hay có hận thù với đối tượng nào khác không. Ừ. Mặc dù từ lúc bị tạm giam đến nay Phong luôn có tâm trạng lo lắng, bất an, nhưng em có linh cảm là anh ta không có liên quan tới cái chết của Thủy.
mỗi ngày ăn nhậu. Tụi mày đã thấy cái hậu quả của tụi mày chưa? Trước khi thằng Phong đánh tụi nó, thằng kia có nói gì phải không? Nói. Dạ, thằng đó nói cha con mày hết thời rồi. Chuyện của anh chỉ có anh em mình biết thôi. Thằng đó là thằng nào? Tại sao nó biết được? Con đã tìm hiểu kỹ rồi. Đó chỉ là một thằng cò con thôi, không thể nào biết được mọi chuyện của chúng ta. Chẳng lẽ có thằng nào gài thằng Phong vào bẫy sao? Tình hình ra sao rồi anh? Mày đi coi thằng Phong sao rồi? Có cách nào giải quyết không? Đang bị tạm giam, bên công an đã quyết định khởi tố vụ án. Tại sao như vậy được? Tôi không tin là thằng Phong giết thằng đó. À, tôi và mày đi đâu? Cụ thể thế nào? Nói. Dạ. Thôi không cần nói nữa. Tôi đang nghi ngờ có đứa hãm hại thằng Phong. Anh nghĩ đứa nào? Anh nói đi, tôi xử hết cả nhà nó cho coi. Thôi được rồi, anh cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ lật tung thành phố này lên, có thằng nào dám hãm hại thằng Phong. Chú đã nói chuyện cụ thể với người ta chưa? Từ sáng tới giờ em có gọi mấy lần. Hiện tại công an đang điều tra. Anh hãy nói tình hình đang nhạy cảm, không nên liên lạc. Có gì anh sẽ báo sau. Anh ba, có khi nào thằng Phong nóng quá rồi? Chuyện đã đến nước này rồi thì không thể tha thứ cho nó được nữa. Tăng cường thêm. Mày có nghe vụ thằng Phong chưa? Rồi. Mày thấy thái độ của cha con Tư hôm nay thế nào? Ý anh là sao?
Mày biết tao muốn gì mà. Mẹ mày, mày nghĩ thằng Phong giết thằng đó sao? Anh em chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, mày biết tính thằng Phong thế nào mà. Em đâu có nghe chú Tư với thằng Bảo nói gì đâu. Thái độ cũng bình thường hả? Bây giờ tao không biết làm gì hết. Tao chỉ xin mày giúp tao một lần nữa, được không? Công nhận lâu ngày không gặp em dễ thương quá. Xíu đi chơi với anh. Sao? Ở đây có chuyện của cô biết. Mày là ai? Ai sai mày gây chuyện với thằng Phong? Tao không biết thằng Phong nào hết. Mày có muốn đi theo đại ca của mày không? Tao chỉ nghe anh Thủy nói đi kiếm chuyện đánh thằng Phong một trận. Tụi tao đánh xong rồi tụi tao về. Sáng nay nghe tin anh Thủy chết, tao đâu có biết. Rồi sao nữa? Tao có hỏi, anh Thủy nói có người nhờ, nhưng không nói lại hết. Tao không biết gì hết, tao thề. Mày tha cho tao đi. Dạ. Mời đại ca. Đại ca. Dạ. Dạ. Làm gì ở đây vậy? Tao đi lòng vòng kiếm chút gì ăn. Con nhỏ kia lại hả? Đâu, bộ tao rảnh lắm hả? Đi với tao. Chào anh. Có tin gì mới chưa? Còn vụ ông Tư với thằng Hải Trắng thì mày biết được tin gì? Cũng chẳng có gì. Mà anh yên tâm đi, em đã hứa là em sẽ làm mà. Ừ, vậy thôi. Không có gì thì tao đi. Alo, tôi đây. Hình như vụ thằng Phong là do đàn em của Hải Trắng làm. Lúc nào cũng mở miệng nói anh em mình sống chết có nhau, có phải như vậy không? Ừ, thì sao? Tại sao anh coi tụi tôi như là con nít? Mày nói làm nhảm gì vậy sao? Anh đừng có giả bộ nữa. Anh đang hiểu tôi đang nói chuyện gì chứ gì? Đã làm thì đừng sợ người ta biết, mà đã sợ người ta biết thì đừng có làm. Bây giờ ý mày muốn sao đây?
Có gì nói mẹ đi, đừng có chơi trò phủ đầu tao đó. Nè, mày đưa đủ bằng chứng tao phản bội anh em á, tao chặt cái đầu cho mày ngồi nè. Lâu vậy đây ca? Tiền đâu? Xịn phải không? Ừ. Đi nha.
Mày tính bắt tao hả? Tao sẽ cho mày về chậu trời luôn. Đứng im. Ủa anh Trí, tình hình sao rồi? Dạ, trước đây Hùng Lá là người cung cấp hàng cho Giang Cẩu và những người khác bán hàng ở khu cầu cá. Nhưng mà nửa năm nay chính Lê Quyên là người làm việc đó. Đó có phải là cô tiếp viên làm ở vũ trường My Lan không? Mà Tư Lân dùng cô ấy làm con cờ. Chính là cô ta. À, anh Thành sao rồi anh? Trầy xíu chút xíu thôi, không sao đâu. À, chuyện xảy ra lúc anh Đạt và Đông tham gia hội thi võ thuật toàn ngành. Họ gặp nhau trong trận chung kết. Vậy anh Đông bây giờ thế nào rồi? Đông mất một năm sau đó. Vì hối hận nên kể từ đó anh Đạt rất sợ phải dùng tới võ thuật. Có vài lần trong lúc điều tra, anh Đạt để tội phạm chạy thoát, giống như trường hợp hôm qua vậy. Nên cuối cùng anh quyết định xin chuyển sang làm tham mưu. Không ngờ lần này... Mày thảnh thơi quá ha. Ba cái chuyện lẻ tẻ, ông muốn chơi cỡ nào tôi chơi cỡ đó. Mọi thứ bên tôi chuẩn bị xong hết rồi. Bên ông thế nào? Cứ từ từ đi. Ông đùa với tôi à? Chuyện ông muốn tôi làm đúng theo ý của ông rồi. Ông còn bảo từ từ lên thế nào? Mày có biết vì sao thằng già đó an toàn mấy chục năm nay không? Tao đã nói với mày rồi. Ngày nào lão già đó còn sống thì chuyện làm ăn của mình không có yên đâu. Thích hả? Đập một phát là xong. Sợ cái chó gì? Nếu đơn giản như vậy, ta đâu cần chờ tới giờ này. Bây giờ mày phải nằm im, đợi thêm vài ngày nữa để dù tập phòng nó nóng lên. Công an thế nào cũng nắm được cái đuôi của lão già. Uống đi anh. Em rót nha. Ghét quá. Nè, uống một ly đi anh. Vô. Từ từ, anh có điện thoại. Nghe. Mày làm tốt đó. Được rồi, chút xíu gặp. Vô đi anh. Vô nha. Vô. Bảo được, tao có chuyện. Dạ.
sắp tới có phiên chủ thôn. Mày dám làm hàng gì? Mày không cần biết đó là hàng gì, chỉ cần biết tới lấy. Ok, khi nào có hàng cứ gọi tao. Được rồi, được hết chưa mày? Biết rồi đó, bên công an đang giữ lắm, nhất là sau cái vụ của thằng Thuận nói, tao cũng thấy hơi lo. Vậy bây giờ theo mày, mày tính sao? Đã tới giờ hành động, chúng ta phải thực hiện những phương án đã đề ra. Dạ. Dạ. Em đã chịu lắng nghe tất cả những gì mà anh nói. Anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Bởi vì thật ra là từ trước tới bây giờ anh chưa bao giờ nói cho ai biết hết. Không hiểu sao khi gặp em anh lại nói cho em biết hết tất cả như vậy. Nghĩ cũng lạ thật chứ. Qua bên kia tìm cậu ở đây nha. Ừ. Sao rồi? Dạ, dẫn sống yên biển lành ạ. Tốt, cứ tiếp tục theo dõi. Dạ. Bà thấy vậy ổn không? Hả? Theo con như vậy là quá ổn rồi, không có gì phải lo nữa. Ừ.
Năm hả? Tao đây. Dù thằng Phong, mày với anh Ba lo tới đâu rồi? Mẹ, không có cái gì mà lo không được hết á. À vậy hả? Vậy tốt rồi. Có tin gì thì báo tao liền nghe. Mày qua gặp tụi nó đi. Hẹn tao có chuyện gì vậy? Lên xe đi. Quyết định vậy nha. À, được rồi, chờ chút. Đi chung từ sáng tới giờ mà anh cứ làm lơ em hoài vậy. Ơ, nè, bực mình ghê á. Dạ, dạ em biết rồi. Anh cẩn thận nha. Hiện tại thì anh Minh và anh Trí vừa bám sát theo Bảo và Thảo Ma. Tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Bọn chúng đã xuất phát. Nghĩ là chỉ trong ngày mai sẽ tiến hành giao dịch thôi. Tình hình bên Nam sao rồi? Dạ, thời gian quá ngắn, em chưa thể truy cập vào ổ dữ liệu. Nhưng tất cả mọi thứ còn lại đều đúng như dự định của ban chuyên án. Ừ. Ok, em biết rồi. Bọn chúng đang chuẩn bị xuất phát. Bây giờ tụi bay á, xuất phát đi. Tôi làm theo kế hoạch đã bàn. Ok. Lên xe đi. Kế hoạch như cũ. Có gì ta sẽ báo. Ok. Khoan đã. Đưa điện thoại hai đứa mày đây.
Cầm đi. Có gì tao sẽ gọi. Mà mình đi đâu vậy anh? Anh đâu biết đâu. Nó biểu đi đâu thì mình đi đó thôi. Thôi kệ, đi đâu cũng được, miễn là có anh là được rồi. Đi anh ơi. Tổ 1 bám theo, tổ 2 chia viện, tổ 3 giữ nguyên vị trí, tổ 4 vào khách sạn nắm tình hình và báo cáo về trung tâm. Từ sáng tới giờ, Thảo và Quyên cứ đi, rồi dừng lại nghỉ. Nghỉ xong lại tiếp tục đi. Theo đánh giá của trinh sát thì có thể bọn chúng đang tìm cách để cắt đuôi chúng ta. Hoặc cũng có thể chúng chưa có vị trí để đến. Còn Tư Lân thì thế nào? Và báo cáo thủ trưởng, từ sáng tới giờ hắn vẫn chưa ra khỏi nhà. Hải Trắng cũng vậy. Các cậu bắt đầu triển khai các mũi trinh sát theo kế hoạch. Đợi lệnh hành động của tôi. Rõ. Rõ. Trời ơi là trời. Định hành xác mình hay sao vậy? Nắng rồi là nắng à. Thì em lên xe chờ bắt chút đi. Alo. Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi, em biết rồi. Rồi rồi, dạ hiểu rồi anh. Đi thôi anh. Qua cảng cá đi anh. Cà phê nè. Em không sao. Em uống đi. Cảm ơn. Tàu đã ra khơi. Chưa có điện thoại. Sự hợp tác của chúng ta. Quan hãy vô mừng. Phải hết sức cẩn trọng. Ông anh là người khoái cẩn trọng à?
Báo cáo thủ trưởng, Tư Lân và Hải Trắng đã vào nhà hàng rất lâu rồi, chưa thấy ra. Thưa anh, Tư Lân và Hải Trắng trực tiếp gặp nhau như vậy, chắc chắn không thể tiến hành trao đổi. Thằng Bảo hiện đang bị chúng ta phong tỏa ở khách sạn. Mục tiêu duy nhất còn lại đó là Thảo Ma. Vào đi. Thưa thủ trưởng, có thư của thiên sứ. Thảo Ma chỉ là chim mồi. Em có chắc ở đây không chị? Dạ chắc chắn mà anh. Anh Bảo nói với em là hẹn ở đây mà. Mà nói thiệt nha, em cũng không biết á, anh Bảo hẹn anh em mình ra đây chi nữa. Ảnh nói anh sẽ gọi lại, mà chờ hoài không thấy ảnh gọi lại gì hết. Thì coi như lâu lâu mới có cơ hội hóng gió, cần gì phải vội. Anh em bám sát tất cả các đối tượng, phòng khi bọn chúng thay đổi kế hoạch hoặc là có tình huống bất ngờ xảy ra. Rõ chưa nào? Được, cứ làm vậy đi ha. Thưa anh, Tư Lân và Hải Trắng là hai tên giang hồ sừng sỏ. Với tính cách từ trước tới nay, tôi không nghĩ bọn chúng có thể dễ dàng giao hết mọi việc cho bọn đàn em làm. Thank you.
Con đã tới nơi rồi. 1951. Mẹ đó. Vậy mà tôi tưởng ông anh đây ghê gớm lắm. Làm phí cả công chuẩn bị. Để coi sau đã. Con cáo già đó không dễ dàng buông tha mình đâu. Gặp mặt tôi vạch sạch râu không ấy. Vẫn còn nhiều cơ hội để chúng mày thể hiện mà. Chỉ sợ là chúng mày không đủ sức thôi. Lấy đồ cho anh Hải đi tụi bay. Hàng đâu? Sao rồi? Dạ. Xong rồi đại ca. Tốt. Giao hàng đi. Dạ. Giao tiền. Vào cái đi. Lần đầu tiên giao dịch làm ăn với ông anh quá sướng. Làm với anh, anh còn cho mình xuống dài nữa kìa. Để anh đi giải quyết chuyện buồn rồi anh cho mày lên mây luôn. Xin ý kiến trung tâm. Rõ. Báo cáo. B2 chuẩn bị hành động. Tất cả chú ý. Phối hợp chặt chẽ theo dõi các đối tượng. Chờ lệnh, chuẩn bị hành động. Rõ. Xuất phát. Đi. À, đi cả đi.
Chạy đi, chạy, 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 quay lên. Chúng mình đây này. Đưa tay ra tàu. Bảo đã bị bắn chết, mau khống chế Tuy Lân. Tất cả chú ý, hành động. Các đồng chí, bỏ lên, hành động. Các đồng chí, bỏ chạy không chứ? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên.
Nó từ đâu? Có lẽ hắn ở trong đây. Tiểu Lân, ông đã bị lực lượng của chúng tôi bao vây. Ông hãy phối hợp với lực lượng của chúng tôi thì ông sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Một, hai, ba. Ra ngoài trước nha. À đâu? Ông đâu có lạ gì tôi đâu. Quen quá mà. Mày là ai? Mày muốn cái gì? Tôi muốn nhắc lại con trai của ông chết rồi. Trời. Sao? Thấy cảm giác mất đi người thân như thế nào? Có thấy đau lắm không? Muốn gì? Nói mẹ đi. Không sợ mày đâu. Ông nghĩ ông còn cái gì thì tôi muốn ngoài cái mạng của ông hả ông Tinh Lân? Thank you.
Mày là ai? Tao hỏi mày là ai? Mày là ai? Muốn biết tôi là ai lắm hả? Thì ra là mày. Chuyện gì vậy? Từ chiều đến giờ em gọi cho Tài Cận nhưng không liên lạc được. Không biết là có chuyện gì không nữa. Hay là điện thoại anh ta hết pin, hoặc là có chuyện trục trặc gì đó. Mọi người, đã có lệnh hành động rồi. Biết rồi, ok. Đặt tài 5 triệu, thêm 30 triệu cầm trên. Ai vậy? Đi ra ngoài có ai mày? Ừ. Giờ đồ ăn anh ơi. Không phải đâu, chắc là ở bên kia kìa. Đứng im. Đứng im. Ê, ê. Ngồi im. Đưa tao lên đầu. Đứng ngay sau đầu. Đứng dậy. Qua đây. PC tổng bị tắt rồi. Theo em thì chính Ba Long đã sai người xử Bảo và Tư Lân, bởi vì Tư Lân lúc nào cũng làm trái ý của Ba Long và có ý định lật đổ ông ta, nên Ba Long đã giết người diệt khẩu. Bởi vì nếu như Tư Lân lọt vào tay của chúng ta thì Tư Lân sẽ khai ra tất cả những thông tin liên quan tới Ba Long. Nhưng nếu muốn thủ tiêu hai cha con Tư Lân thì Ba Long cần gì phải chờ đến giờ này nữa. Với lại Ba Long thừa hiểu nếu mà Tư Lân và Bảo chết, mọi nghi vấn sẽ dồn về phía anh ta. Dù Tư Lân và Bảo có khai ông ta ra, nhưng nếu như chúng ta không có bằng chứng cụ thể thì chúng ta cũng không thể làm được gì hết. Mà Ba Long chắc chắn không phải là người manh động như vậy đâu. Tất cả chỉ là phỏng đoán. Cho đến giờ này chúng ta chưa có bất cứ bằng chứng cụ thể nào chứng minh Ba Long là người cầm đầu đường dây.
và có tham gia vào hoạt động tội phạm của Tương Lân. Mọi người đừng để suy nghĩ chủ quan ảnh hưởng đến việc đánh giá của mình. Người giết Bảo có thể trà trộn vào khi chúng ta phong tỏa hiện trường và dễ dàng lẩn trốn sau khi giết Bảo. Cộng thêm việc Tư Lân nhận được tin nhắn báo Bảo đã chết, chứng tỏ người giết Bảo và Tư Lân là đồng bọn của nhau. Điều nguy hiểm nhất là tại sao chúng lại biết được kế hoạch truy bắt của chúng ta. À Năm, em đã điều tra số điện thoại nhắn và gọi cho Tư Lân chưa? Dạ chưa anh. Cái này thì phải trách mấy ông nhà mạng viễn thông, sim rác mà cứ bán như vậy. Có 10 thằng như em cũng không tìm được. Có khi nào mới chỉ biết đến đó thôi. Chú Năm nói sẽ tìm hiểu cặn kẽ rồi sẽ báo cho chú biết sao. Trước tình hình bây giờ, mọi người sẽ nghĩ chú đã cho người xử cha con ông Tư. Bọn công an sẽ càng để ý đến mình nhiều hơn đó. Ai nghĩ thì cứ nghĩ, không cần phải quan tâm. Tối hôm qua bọn công an đã quét sạch đường dây cá độ. Sau đó bọn đó đã phong tỏa hết toàn bộ nhà và quán của ông Tư để thu thập bằng chứng. Con chỉ sợ là... Anh là tay chân thân tín của Bảo, chẳng lẽ lại không biết gì về việc làm của anh ta? Tôi đề nghị anh dùng từ cho cẩn thận. Tay chân thân tín là sao? Anh nói tôi chả hiểu gì hết. Tôi chỉ là một cái thằng bảo vệ vũ trường. Ông chủ tin tưởng giao cho tôi một số việc. Tất cả chỉ có vậy thôi. Một số việc anh vừa nói là những việc gì? Nhiều lắm. Ví dụ như là đưa đón bạn gái ông chủ nè, đi mua đồ ăn tối, mua thuốc lá, mua kem đánh răng, à còn đi mua quần lót cho ông ta nữa. Nè. Ừ. Tôi đề nghị anh nghiêm túc, không được phép đùa giỡn. Tôi đùa giỡn hồi nào? Thì đó, cán bộ hỏi sao tôi trả lời vậy mà. Mà nè, tôi cũng từng là công an đó nha, nên tôi hiểu. Có cho tiền tôi cũng không dám giỡn với mấy anh nữa. Vậy những việc này là như thế nào? Có gì đâu, người ta thiếu nợ tôi đi đòi. Còn mấy chuyện quýnh lộn hả? Giang hồ mà, bình thường. Chúng tôi đã bắt quả tang ông Tư Lân và Bảo đang tiến hành các hoạt động phi pháp và có đầy đủ bằng chứng về hoạt động phạm tội của cha con ông ta. Anh đã từng là công an, anh thừa hiểu sự việc này là như thế nào. Tốt nhất là nên khai báo những gì anh biết. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Cũng chính vì tôi đã từng là công an cho nên tôi hiểu. Nếu có đầy đủ bằng chứng, chắc mấy anh chả phải ngồi đây đối diện với tôi như vậy đâu. Và tôi được xem như là tội phạm khi nào có bản án của tòa án. Tôi không có nghĩa vụ chứng minh là mình vô tội. Tức thiệt á, thằng Thảo Ma này bỏ tiền ra nuôi nó bao nhiêu năm trong ngành, đúng là sai lầm mà. Nó không chịu khai ra mà còn chơi xỏ mình nữa chứ, tức lắm luôn. Thôi cứ bình tĩnh đi, nếu gì chị cũng làm được ngay thì cả xã hội này chắc không còn tội phạm để cho anh em mình bắt đâu. Anh kiểm tra nhà riêng và vũ trường của Tư Lân có thu được bằng chứng gì không anh? Vẫn còn đang xử lý. Bên Ba Long có gì mới không?
chú Bảy mới chỉ đạo phải bám sát các đối tượng 24/24. Từ hôm qua tới giờ chưa phát hiện có vấn đề gì. Tình hình đang căng thẳng như vậy, chắc là bọn chúng chưa dám làm gì đâu. Ở khu cầu cá thế nào rồi? Đang xôn xao dữ lắm. Từ lần ra đi, chắc không ít thằng muốn đứng lên giành địa bàn. Vậy thì sắp có phim coi rồi. Để xem Ba Long và anh em của ông ta sẽ làm cái gì đây. Đây chính là cơ hội để chúng ta có thể nhận rõ bản chất của ông ta. Anh à, vụ tên Phong ban chuyên án tính sao? Trắng đen thì đã rõ ràng rồi, thả người chứ biết làm sao nữa. Đâu phải tính toán gì nữa đâu. Bà thấy chưa, mình không chơi nó thì nó cũng xử mình đó. Bây giờ bà thấy chưa? Mày còn dám nói nữa hả? Nếu mày không chơi bời gái gú thì làm sao nó gài được mày? Ủa, nó muốn chơi thì làm sao con đỡ được hả? Chẳng lẽ bây giờ người ta đánh mình mà mình nằm yên cho người ta đánh sao? Mặt mũi để đâu hả ba? Mặt với mũi, mày thấy kết quả chưa? Nếu tao mà là tụi nó, mày không có thoát tội đâu. Ở trong đó thế nào? Công an á, họ cứ chăm chăm hỏi vào mấy cái câu. Cha con anh hết thời. Ủa, hết thời là sao? Có phải cha con anh có mâu thuẫn với họ từ trước hay không? Nó tưởng đâu tụi mình là đồ đất hay sao á? Hỏi toàn mấy cô tào lao để khai thác mình. Nhưng mà hai người yên tâm đi, họ hỏi như vậy á, chắc chắn là họ không có biết gì hết. À ba, con thấy thằng Thảo Mai và con Quyên cũng bị công an bắt vô đó đó. Mẹ kiếp, cái lũ đồ đất, cái thằng Cha Tư với lại thằng Hải Trắng không bao giờ nó nghĩ ra được một cái kế thâm độc để chơi mình. Con biết chắc chắn là có người đứng sau lưng nó rồi. Mày đi đâu đó? Bà đã hứa với con rồi đó nha. Xong cái chuyện công Tư, con muốn làm gì thì làm mà. Thiệt là anh ăn cũng đầy đủ không? Anh có mệt không? Hả? Trời đất ơi, hỏi gì hỏi dữ vậy, bộ không cho anh thở hả? Nhưng mà tại sao họ thả anh ra? Đáng lý ra em phải hỏi anh tại sao họ bắt anh. Công an á, bắt người vô cớ, đáng lý ra anh phải thương ngược lại họ nữa đó. Nhưng mà anh... Thôi được rồi, từ từ anh kể cho nghe. Nhưng... Alo, tao nghe nè. Mày có dám vác mặt của mày đến gặp tao không? Mày đang ở đâu? Chỗ cũ. Được, mày ở đó đi, tao tới liền. Chuyện gì vậy anh? Anh có chuyện rồi, lát nữa anh tới nhà em. Em nữa về hả? Đi. Lúc
nào cũng vậy. Anh sao vậy? Ngọc nè, anh em thực sự không hiểu. Ông Ba Long với thằng Phong bắt buộc phải dồn anh đến chân tường họ mới chịu được hả? Em đã nói với anh rồi, tránh xa tụi nó ra. Anh biết ông Tư là người như thế nào mà sao anh... Anh còn đi theo ổng nữa hả? Thì sao? Anh là công an đúng không? Thì đã từng. Em không có đùa đâu. Nếu anh không phải là công an thì anh sẽ không bất chấp mạng sống của mình để lao vào việc này. Nói tiếp đi. Nói gì nữa? Nói hết những gì em đang nghĩ. Em nói hết rồi. Vậy anh hỏi em, em biết là nghề tiếp viên không tốt, không có tương lai, tại sao em cứ cắm đầu vào? Em khác. Em không còn sự lựa chọn nào hết. Em còn phải lo cho ba má em. Còn em của em nữa. Còn anh thì sao? Còn anh thì sao? Em nghĩ là anh còn cách nào khác sao? Anh, hay là hai đứa mình cùng bỏ trốn về quê làm lại từ đầu đi. Chứ anh ở đây thế nào tụi nó cũng xử anh cho mà coi. Đừng có lo lắng quá. Em yên tâm đi, tụi nó không làm gì được anh đâu. Em phải làm sao bây giờ? Em nói gì anh Thả anh cũng không nghe em hết trơn á. Trời ơi, Mũi đã nói với em rồi, đàn ông nó là như vậy đó, cứ càng cản là nó càng làm. Tụi nó đâu có hiểu được chị em phụ nữ của tụi mình phải lo lắng như thế nào đâu. Mũi ơi, ông Tư với thằng Bảo chết rồi. Thằng Phong nó mà nghe được chuyện này, nó không tha cho anh Thảo đâu. Bé Ngọc, bé nghe Muội nói nè. Muội biết là cưng thương thằng Thảo, nhưng mà cưng phải biết nghĩ cho bản thân mình nữa. Em còn ba má em, em còn em nữa. Em cứ dính vô mấy cái chuyện của thằng Thảo hoài, rồi tới ngày cũng sẽ bị liên lụy thôi. Em không nghe người ta nói hay sao? Đi đêm cũng có ngày gặp trai hả? Gì vậy Muội? Quên. Đi đêm cũng có ngày gặp ma. Em đánh nó để được cái gì? Một trận thì nhầm nhò gì. Cũng may là nó nhanh chân chạy thoát. Nhưng mà từ nay về sau, em gặp nó ở đâu là em đánh nó ở đó. Em bắt nó sống không yên và chết cũng không xong nữa. Thôi đi, không được đụng vô nó nữa. Nó là cái con mẹ gì mà sợ nó hả? Em chưa bao giờ tỏ ra chín chắn để chú ba yên tâm hết.
Em muốn chết hả? Em có biết là bên công an đang bám theo mình không? Hay là muốn có thêm một vụ như vụ thằng Thủy? Em mà còn gây chuyện thì đừng có trách. Anh Thái, anh cho em hỏi, có phải vụ ông Tư Lân và thằng Bảo là do ba và anh làm không? Tất nhiên là không rồi. Em uống nước đi. Thư giãn một chút đi, đừng căng thẳng quá. Mình vẫn còn rất nhiều cơ hội mà. Chị Phương nè, em cảm ơn chị. Sao lại cảm ơn chị chứ? Thôi, để chị vào xem tài liệu xử lý thế nào rồi. Giỏi mày sợ. Ý mày là sao? Dạ chú cứ yên tâm, con cố tình làm như vậy để tụi nó đừng có nghi ngờ. Chứ trình độ tụi nó sẽ làm gì có cửa thưa chú. Nhưng mà mày có làm đúng theo lời chú dặn không? Dạ thưa chú, hoàn toàn sạch sẽ. Bây giờ đó, mày tạm lánh mặt một thời gian đi. Sau đó thì chú sẽ chỉ đường cho mày đi. Dạ. Thiếu á, mày cứ gọi cho chú. Dạ. Nhưng mà nhớ bỏ hết mấy số điện thoại cũ đi nha. Chú cứ yên tâm, nghề của con mà chú. Mày đừng có chủ quan, công an họ không có đơn giản đâu. Dạ. Sáng nay con đã gặp chú ba. Đến gặp Tài Cận. Thằng này là quản lý trang web của chú Tư. Ở bên công an có đi theo anh ba không? Con không chắc. Nhưng mà theo con thám thính khu vực xung quanh thì không. Mày nói với bọn ba thẹo đó. Tạm thời đừng có làm chuyện gì quá đáng nữa nghe. Dạ. Đi dò tin coi có thông tin gì của ông Tư và thằng Bảo không. Dạ con biết. Khoan. Dạ. Còn vụ thằng Hùng Lé nữa. Dạ con hiểu rồi. Anh ba, em có chuyện này muốn hỏi anh. Chú nói đi. Em muốn hỏi chuyện của anh Tư. Có phải anh... Chẳng lẽ chú nghi ngờ cả tôi à? À không, em không có ý đó. Em đâu có nghi ngờ anh. Em chỉ muốn hỏi cho rõ để có gì mình còn tính. Hôm qua em có nói chuyện với anh hai. Anh nói bên công an nghi ngờ anh làm ra những chuyện này.
Tính tính cái gì? Tao đã nói là không phải tao là không phải tao. Đâu phải chú không biết tính tôi. Bây giờ mình phải tìm cho ra đứa nào đã làm việc đó. Tại sao nó lại làm như vậy? Hay là thằng Tư có thù oán với đứa nào khác? Nếu không còn gì nữa, em xin phép về. Mấy chuyện anh dặn, anh cứ yên tâm. Có gì, em sẽ báo anh ngay. Nếu không còn gì thì chú đi về đi. Dạ. Mệt quá hả anh? Ừ, đúng là mệt thiệt. Ai ngờ cái vụ này lại phức tạp đến như vậy. Hôm trước á, em nghe Trí kể anh với nó đi bắt giang cẩu. Anh biết em muốn nói gì mà. Chuyện đã qua cũng lâu rồi. Với lại đâu phải anh cố ý đâu. Sự thật thì vẫn là sự thật. Có những việc không phải muốn bỏ xuống là bỏ được đâu. Vụ này không biết còn phức tạp tới mức nào nữa. Lỡ mà anh biết phải làm gì mà. Các đồng chí, thời gian vừa rồi tất cả các đơn vị và tổ B2 đã làm việc rất tốt, nhưng chúng ta vẫn có một lỗi rất lớn là để cho Tư Lân và Bảo bị giết mà chưa thể lần ra tung tích của thiên sứ. Từ bây giờ, ngoài việc trinh sát và phải tìm cho bằng được tung tích của các đối tượng, anh Tư chỉ đạo đội trọng án và tổ B2 làm rõ cái chết của Hùng Lé, Tư Lân và Bảo, đồng thời bằng mọi giá phải truy tìm bằng được thiên sứ. Dạ, tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng. Dạ, xin lỗi. Dạ, thưa chú. Được rồi. Đã có tin mới. Tin gì vậy? Dạ, bên phòng kỹ thuật vừa mới đưa kết quả giám định cho chúng ta là viên đạn giết chết Tư Lân và viên đạn giết chết Hùng Lé được bắn ra từ một khẩu súng. Chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào liên quan tới người còn lại. Ngay cả sáu phụng cũng chưa có. Có điều mỗi tháng Tư Lân đều có ba khoản chi không rõ lý do. Rất có thể đó là khoản chi cho ba anh em của ông ta. Điều đó trùng khớp với lời khai từ bọn đàn em của Tư Lân. Mỗi tháng Thái đều đến gặp hai cha con để cùng kiểm tra sổ sách. Nhưng có một điều rất đáng lưu ý. Thứ nhất, đó là bức tường lửa mà bọn chúng sử dụng để ngăn chặn mình truy cập vào ổ cứng. Hình như bọn chúng đã có tính toán từ trước. Việc mình truy cập vào ổ cứng thành công sau hai lần thất bại, tất cả chỉ là một vở kịch do bọn chúng cố tình dựng lên để cho mình khỏi nghi ngờ. Có chuyện đó nữa hả? Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là ổ cứng của dàn máy chúng ta thu về đã được thay mới
chỉ vài ngày trước đợt truy quét mất thôi. Chẳng lẽ bọn chúng biết sắp bị truy quét nên tìm cách xóa dấu vết? Có khi nào chuyện này có liên quan đến việc Tài Cận đột ngột bị mất tích mà không rõ lý do không? Tất cả chứng cứ đã rõ ràng. Anh hãy thành khẩn khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tôi chẳng có gì để nói cả. Tự nhiên các anh bắt tôi vào đây rồi bắt tôi nhận tội à? Tôi có tội gì? Ủa? Mượn tiền cũng có tội à? Đàn em của anh đã nhận tội và đã khai hết những việc làm của anh rồi. Tôi chẳng có làm gì cả. Tụi nó làm gì làm sao tôi biết được? Chẳng lẽ tụi nó giết người rồi đổ tội hết cho tôi, bắt tôi nhận tội sao? Pháp luật kiểu gì kia? À, ê, 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 ôi, ôi, đau quá. Ui, đau quá.